gặp được Chúa trong những anh em, trong những tha nhân cùng con đồng hành. Hằng ngày con gặp được Chúa trên các vỉa hè, trên đường phố trường, trong quán chợ chiều. Hằng ngày con gặp được Chúa, con thấy vui hơn, con thấy yêu hơn, đời không lạc. Xin chào tất cả quý ông bà, cô bác và quý nhân dân rất thân mến. Thanh Nguyên nhân dịp vào tháng 7 năm nay 2013 có dịp trở về Việt Nam. Thanh Nguyên có cái may mắn đi theo cha Linh Hướng Nguyễn Sang đi đến thăm những người nghèo tại vùng sâu vùng xa. Và sau đây xin mời quý ông bà anh chị em theo dõi bước chân của Thanh Nguyên và Linh Mục Nguyễn Sang. Ok, xin chào. Hôm nay chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo đến thăm một bệnh nhân có một cái căn bệnh rất là đau thương. Chân của em thì bị sưng lên, có thể nói là bị ung thư xương, thì được nghe sự giới thiệu của nhiều người. Vì thế mà hôm nay Linh Mục Nguyễn Sang cùng một số thành viên đến để mà gặp gỡ, để thăm và mời gọi tất cả chúng ta hãy mở rộng tấm lòng để chúng ta chia sẻ cho bệnh nhân này. Đây cũng là một trong những cái công việc mà chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo luôn quan tâm và giúp đỡ họ. Ngoài những chuyện xây nhà tình thương, mổ mắt cườm, phát tặng những chiếc xe lăn cho người tàn tật, những suất học bổng cho học sinh nghèo hay là những ký gạo cho những người nghèo ở vùng sâu vùng xa, thì bên cạnh đó có những công việc không tên, có những công việc đến bất ngờ, chẳng hạn như bệnh tật thì không thể chờ đợi. Thì khi mà chúng ta hay có những người bệnh nặng cần sự giúp đỡ thì chúng ta phải đến thăm họ. Và giờ đây Linh Mục Nguyễn Sang xin được giới thiệu tất cả ông bà anh chị em về một bệnh nhân này để chúng ta tìm hiểu và chúng ta. Con năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 16. 16 tuổi rồi. Dạ. Con được mấy anh em? Dạ, 5 anh em. 5 anh em mà con thứ mấy trong gia đình? Dạ con út. Út trong gia đình hả? Dạ. Con bị bệnh như thế này lâu chưa? Dạ khoảng 1 năm. Khoảng 1 năm rồi hả? Ban đầu thì nó như thế nào? Nó nhỏ, rồi đi mổ nó phát bự. Bây giờ tình trạng như thế này thì bác sĩ nói con bị làm sao? Bị ung thư xương. Bị ung thư xương. Thì bây giờ có thể điều trị được không con? Dạ bác sĩ kêu lên tháo khớp. Bác sĩ kêu lên tháo khớp. Dạ. Tháo cái phần để mình bỏ cái khúc này. Tháo hai bên hết luôn hả? Không có tháo bên này. Tháo bên này mà tháo ngay đây. Con dự định khi nào? Đi rồi thì ta nói mổ nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ mổ nguy hiểm đến tính mạng. Rồi bác sĩ nói bây giờ cuối cùng là không mổ. Bác sĩ chịu mổ mà tại gia đình không chịu mổ. Tại gia đình không chịu mổ. Dạ. Còn ý của con? Con cũng chưa biết như thế nào hả? Dạ. Rồi hàng ngày con ăn uống như thế nào?
Dạ, con vừa được chén cơm. Vừa chén cơm. Dạ. Vậy thế này nó đau không con? Dạ, đau. Đau lắm, nhức lắm hả? Dạ. Tối con ngủ được không? Dạ. Ừ, con cứ nằm giọng suốt như thế này hả? Dạ, có tấm điểm. Ừ. Cái chân của con nó bị sưng như thế này là bao lâu rồi? Này chắc cũng gần nửa năm rồi. À, nửa năm rồi. Dạ. Vậy thì hàng ngày con có uống thuốc không? Dạ, có. Uống thuốc, thuốc từ của bệnh viện. Dạ. Ừ. Rồi con truyền dịch như thế này. Dạ. Ừ. Ba mẹ con làm nghề gì? Dạ, mẹ trước ba làm hồ. Mẹ con đương giỏ sách, giỏ đệm phải không? Dạ. Một ngày được bao nhiêu tiền? Con cũng không biết nè. À, ba con làm nghề gì? Dạ, làm hồ. Làm hồ. Dạ. Thì hôm nay cha được giới thiệu và thấy được cái hoàn cảnh của con đó. Dạ. Thì cha đến thăm con và cha cũng sẽ mời gọi mọi người giúp con. Dạ. Cách này cách khác. Dạ. Riêng cha là một linh mục thì cha sẽ dâng lễ cầu nguyện cho con. Dạ. Gặp thầy gặp thuốc. Dạ. Để chữa lành cho con. Và sau đó thì cha cũng chia sẻ cho con một ít. Dạ. Để con có cái phương tiện, để con có tiền mua thuốc uống. Dạ. Mà một mình cha thì cũng không thể giúp cho con đủ được nếu như không có sự cộng tác của tất cả mọi người. Dạ. Đó. Thì hôm nay chương trình Tiếng Hát Từ Người Nghèo là do cha làm linh hướng. Thì cha sẽ đến đây thăm con, chia sẻ và mời gọi tất cả bằng chị em. Dạ. Khắp mọi nơi để mình giúp cho con. Dù con mổ hay con không mổ nhưng mà con cũng có cái điều kiện để con uống thuốc. Dạ. Nha. Rồi mỗi một ngày như vậy nè, cái tiền thuốc của con là tốn bao nhiêu tiền? 100 ngàn. À, 100 ngàn. Dạ. Kiếm hả con? Kiếm rồi nói về cho em. À, kiếm. Vậy đó hả? Các cô có thể cô dê cô. Bây giờ đâu rồi? Đi đâu rồi? Chạy đi đâu? Hôm nay xin được giới thiệu con là linh mục Viễn Sang, là linh mục chánh xứ của giáo xứ Ba Dòng ở gần đây, cũng là người sáng lập ra chương trình Hát Vì Người Nghèo. Thì được sự giới thiệu của một người quen thì biết con của cô đang mắc một cái căn bệnh là ung thư xương. Và hôm nay đến đây để thăm em, để chia sẻ và mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy mở rộng tấm lòng giúp cho em. Thì cô có thể cho biết là cái trường hợp của em bị như thế này là đã bao lâu rồi? Rồi nó bị như thế này, cái hồi nó còn đi học, cái rồi nó nhờ nó té. Nhờ nó té đầu gối này là mới đau, đau rồi mới đi khám. Khám ra là té bị gì. Là nay khoảng chừng 6-7 tháng gì. Từ mình phát bệnh tới nay 6-7 tháng gì. Rồi thấy là càng ngày nó càng bự càng lớn. Cô là mẹ ruột, trong gia đình có bao nhiêu người con? Dạ, tôi 5 đứa con, 3 đứa con gái gả rồi, anh cũng. Còn ông xã ở nhà làm gì? Ông xã là ông làm hồ mà thấy nó vậy bị cho ông có nhà bệnh thần kinh đó. Rồi rất rầu lo quá, rồi giờ thì cũng lơ lửng lửng, nói gì nhiều khi nói trúng, nói tật cũng có. Có nghĩa là khi con bệnh như thế này thì thấy con mình bệnh cho nên đau buồn, rồi cộng thêm có một cái bệnh thần kinh nhẹ thì gặp như thế này nó bị áp lực rồi cho nên nặng, bệnh nặng luôn. Có nghĩa là chồng cô bây giờ cũng bị bệnh về tâm thần rồi, bây giờ mỗi ngày cũng đâu có làm gì, rồi cứ đi vòng vòng. Thì cuộc sống của cô hiện nay là cô cái kinh tế của cô sống một ngày cô kiếm được bao nhiêu tiền? Đương ngày này là cha mà cũng như mình tính ra ngày đâu có mấy ngàn hả? Vậy hả? Ừ. Cô lấy cái đường của cô ra cô đương cái gì? Chồng chỉ là cũng đang bị thần kinh đó. Mỗi một ngày cái gia đình cô sống bằng cái nghề đương như thế này. Mỗi một ngày cô đương như vậy là được bao nhiêu tiền? Ngày tính là có mười mấy ngàn. Mười mấy ngàn tiền đồng tiền Việt Nam, vậy thì chưa được một đô la Mỹ. Thì làm sao mà có tiền để mà giải quyết cái bệnh tật này? Thì từ khi bệnh như thế này để tiền ở đâu mà cô mua thuốc? Cũng nhờ xin giúp chỗ này chỗ kia. À, nhờ sư cô chùa gần đây giúp đỡ. Thì hôm nay cha phải nói rất là cảm động và thấy rất là thương cái gia đình của cô có hoàn cảnh rất là khó khăn, cho đến thăm để mà mời gọi mọi người giúp đỡ.
cứu bạn chị em. Cách đây 2 tuần, chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo, chúng tôi đã đến thăm em Thịnh. Năm nay em 18 tuổi và hiện nay em đang cư ngụ tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Và trường hợp của em là mắc một cái căn bệnh rất là hiểm nghèo, nghĩa là em bị ung thư xương. Và chính vì đây là một căn bệnh di căn cho nên lúc trước tới thăm thì cái chân của em nó sưng to lên như thế này, và cuối cùng cái biện pháp cuối cùng là phải tháo khớp. Và lúc trước thì chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo cũng đã đến thăm, cũng chia sẻ một ít cho gia đình của em. Và hôm nay được biết là em đã tháo khớp xong rồi, thì mặc dù bệnh vẫn còn đó, nhưng mà chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo đến đây để chia sẻ giúp đỡ cho em một cái số tiền, đó là 5 triệu đồng tiền Việt Nam, tương đương với 250 USD. Và sắp tới đây thì em sẽ tái khám để xem coi là bây giờ em đi cái chân giả hay là ngồi xe lăn, thì lúc đó chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo sẽ cố gắng giúp đỡ em. Và sau đây chúng ta sẽ lắng nghe em sẽ trả lời cho chúng ta biết một vài cái chi tiết cụ thể về cái bệnh ấy, cho biết là sau khi con tháo khớp xong rồi đó, thì con có thấy trong người cái sức khỏe con nó tốt hơn là trước khi con tháo khớp không? Dạ tốt hơn. Tốt hơn. Dạ. Là con ăn uống được không? Dạ được. Được. Con ngủ ngon không? Dạ ngon. Ừ. Và bây giờ con cảm thấy trong cái tâm hồn của con, trong con người của con cảm thấy bình an, là không còn lo lắng như lúc trước nữa phải không? Dạ. Ừ. Thì thật sự ra thì cha và quý ân nhân thì cũng không biết đến con. Dạ. Qua sự giúp đỡ của chú Thi ở đây. Dạ. Thì chú Thi có gọi điện thoại cho cha và liên lạc, thì lúc trước là cha cũng đã tới thăm con. Dạ. Thì thấy lúc đó phải nói là con rất rất là đau. Dạ. Thì cha cũng chia sẻ với gia đình con một chút ít, và hy vọng rằng sắp tới đây thì sau khi mà tái khám xong đó, thì con cần một cái chiếc chân giả hay là một chiếc xe lăn như thế nào đó. Dạ. Con liên lạc trực tiếp qua cha, còn nếu còn không thì con nhờ chú Thi liên lạc với cha. Dạ. Thì cha sẽ đến giúp đỡ chia sẻ với con. Dạ. Mặc dù thì cha thấy hôm nay con tháo khớp thì cha cảm thấy nó là một sự mất mát lớn đối với con đó, trên cái cơ thể của con. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cái bệnh thì mình cũng phải quyết định như vậy thôi. Dạ. Và mong rằng sau khi tháo khớp rồi thì con sẽ, sức khỏe con sẽ tốt. Dạ. Và lúc đó thì con có thể ở nhà mình có thể học thêm cái gì đó. Dạ. Ha? Mình làm một cái gì đó cho nó có ý nghĩa hơn. Dạ. Bởi vì xung quanh con thì còn biết bao nhiêu người, người ta còn bệnh nặng hơn con nữa. Dạ. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là cái tình thương của tất cả mọi người, họ vẫn luôn hướng về con, dành cho con. Dạ. Mặc dù đây một số tiền nó không lớn, nhưng nó cũng không nhỏ, nhưng đây là cái tấm lòng. Dạ. Của tất cả mọi người. Họ nhờ cha chia sẻ đến cho con. Hôm nay cha tận tay đến đây để trao cái số tiền này cho con, để con mua thuốc hay là để con thèm ăn cái gì đó. Dạ. Hay nhu cầu trong cuộc sống của con thì con cứ sử dụng. Dạ. Đây là số tiền cha trao cho con là 5 triệu đồng tiền Việt Nam. Dạ. Tương đương với 250 USD. Dạ. Nha. Thì trước mặt anh nhỏ đây, con có thể nói vài lời để con cảm ơn với những người ân nhân xa gần, họ biết con qua mặt anh nhỏ để họ chia sẻ với con. Con cảm ơn cô chú ân nhân đã giúp con. Ừ. Rồi sao nữa? Rồi con mời đi, có dịp thì đến thăm con. Con mời cô chú có dịp đến thăm con. À, địa chỉ của con là cái gì? Ấp Tân Hành, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ừ. Và đây là cô, là mẹ của cháu. Và lúc trước thì có đến gặp cô một lần. Thì cô có thể cho biết là sau khi em nó tháo khớp xong rồi đó, thì một cách chung, nhìn chung cái khách quan bên ngoài, cô thấy tình hình sức khỏe của em như thế nào? Ừ. Theo cô? Con thấy này là nó cũng khỏe dữ lắm rồi. Ừ. Tối nó ngủ êm, ngủ nhất như hồi đó. Lăn lộn sáng đêm luôn, không có ngủ. Ừ. Mà từ hôm mà tháo khớp về tới nay là vết thương cháu thì nó cũng được lành. Ừ. Nay nó cũng queo rồi. Ăn uống nhiều không? Ăn uống, lúc này ăn uống được. Ừ. Chứ lúc trước ăn không được. Mình ngủ có cũng không được. Mình có kiêng cử cái gì không? Dạ không có cử. Ừ, bác sĩ bảo cứ việc ăn. Vì có hỏi bác sĩ, vì có cử gì không, bác sĩ không có cử gì hết á. Giữ việc ăn, đặng nó lợi sức. Đúng là ăn lợi sức. Ừ. Vậy thì thôi thì cha cũng chúc mừng cô. Yeah. Nha. Yeah. Với gia đình, mặc dù mình đã tháo một cái khớp trên cái cơ thể đó là sự mất mát lớn. Yeah. Nhưng mà cha chúc mừng là bởi vì em nó lấy lại được sức khỏe. Yeah. Nó ăn được, nó ngủ được. Yeah. Và cha cũng cảm ơn anh Thi rất là nhiều. Yeah.
người đã phải nói là người rất là có công, có công, có cái tấm lòng rất là yêu thương người, đai giúp chỗ này giúp chỗ kia, rồi đi tìm những ân nhân mạnh thường quân để chia sẻ cho những người bệnh tật, những gia đình khó khăn. Thì nhờ anh Thi thì cha mới biết được gia đình của cô, mới biết được cháu ở đây. Rồi mai mốt có những cái hoàn cảnh nào khác thì anh Thi cứ liên lạc trực tiếp với cha nha. Rồi trong cái khả năng thì cha giúp được cái gì cha giúp, hay là cha kêu gọi những mạnh thường quân để mà mình giúp cho nhiều người đang có những cái hoàn cảnh khó khăn là như vậy. Rất là cảm ơn mấy chú với trước là cha, ra là mấy chú, mấy cô cũng thương tình cho cháu, cho nó được nay là nó được khỏe khoắn rồi. Tôi cũng rất là cảm ơn. Nay cháu được vào cũng mừng dữ lắm. Dạ. Yeah. Cái lúc trước nó ngủ không được. Ừ. Lúc trước nó ngủ không được rồi thấy là cũng sợ. Dạ. Yeah. Rồi đi trả rồi ấy được nhiều mừng gì đâu á. Dạ. Yeah. Cũng nhờ bệnh rồi chú cha mẹ của anh bệnh nhân thì giờ đây là cũng như em là đi con cũng đại diện cho ở địa phương, chính quyền địa phương, để là cũng như có cái thơ cảm tạ cảm ơn những thức như là cha, rồi sau đó là những cái giáo dân, những các mạnh thường quân đã hỗ trợ giúp đỡ cho em Thịnh, và cũng mong rằng là cha và các giáo dân mà những mạnh thường quân đó dồi dào sức khỏe để là tiếp tục những giấc những mảnh đời bất hạnh cho em nghèo khuyết tật. Dạ. Cảm ơn. Đây là cái cảm ơn. Tôi dạ. cha cảm ơn anh rất nhiều nha. Dạ, anh mời anh ngồi. Thật sự ra mình làm việc thì cũng không có gì phải cảm ơn nhau, tức đây là cái bổn phận và trách nhiệm của mỗi người. Bởi vì mình nhìn lại, mình nhìn lên á thì mình không bằng ai. Nhưng mà mình nhìn xuống thì mình thấy mình hạnh phúc rất là nhiều. Thứ nhất là về sức khỏe, thì mình phải thấy cái được sức khỏe mình còn khỏe mạnh, còn tốt, thì mình hãy chia sẻ sức khỏe đó cho người khác. Nhân thi đó phải ra đi, phải đi tìm những cái mảnh đời bất hạnh để mình chia sẻ. Còn cha thì cố gắng cũng phải làm hết mọi cách để đến mà nâng đỡ tinh thần, thì chia sẻ cho những người khác. Tất cả chúng ta cùng một tay chúng ta làm việc. Và khi làm việc thì anh Thi thấy đó, mình không có phân biệt ai hết, nhất là vấn đề tôn giáo không phân biệt hết. Dù như thế nào đi chăng nữa thì cái hoàn cảnh họ cần gì nữa mình thì mình sẵn sàng giúp đỡ cho họ. Thôi thì hôm nay cha đến thăm con, chia sẻ mang một chút quà đó đến chia sẻ cho con. Thì con cố gắng hay vui ha, vui vì mình đang phục hồi lại sức khỏe, và vui nhất là bởi vì bên cạnh mình còn biết bao nhiêu người họ đang thương mình. Cho nên mình phải biết thấy được cái tình thương đó, mình cố gắng mình sống tốt nha. Nhiều khi con không làm gì nhưng mà con nằm đó con cầu xin ơn trên cho những người xung quanh con, những người ân nhân thân nhân giúp đỡ con được nhiều sức khỏe. Và khi họ có sức khỏe rồi thì họ đi làm, họ có điều kiện rồi họ chia sẻ lại cho con và những người khác. Bạn chị em, chúng ta vừa xem qua một đoạn phim ngắn về em Thịnh trong một cái cơn bệnh rất là ngặt nghèo, nhưng mà hôm nay chúng ta đã thấy em đã được bình phục, và mong rằng chúng ta vẫn luôn tiếp tục chia sẻ với em cũng như những người khác trong những cái cơn bệnh ngặt nghèo. Hôm nay là ngày 23 tây tháng 8, một cái đoạn phim ngắn này để cho chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống của chúng ta rất hạnh phúc và chúng ta cần phải ra đi để đến với những người tha nhân, với những người có hoàn cảnh khó khăn. Linh Mục Nguyễn Sang, chương trình Thác Quyền Nghèo một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý ân nhân và thân nhân. Hiến dâng cuộc đời làm lễ.
dâng tình yêu. Từng giờ là món quà Chúa trao tặng con, từng giờ là lễ vật nguyện dâng lên Chúa, từng giờ là lễ vật dâng Chúa. Chúa ơi, từng giờ là món quà Chúa trao tặng con. Từ cao xanh đó tình Chúa hơn đại dương, tình này dâng Chúa nhỏ bé có là gì. Hiến dâng cuộc đời làm lễ dâng tình yêu. Bà muốn cho gì? Bây giờ bà ước ao cái gì? Nói đi. Bây giờ hả? Nếu mà mấy thầy trong... Bây giờ cho một điều ước thôi, ước một điều thôi. Ước điều hả? Dạ, ước một điều, ước cái gì? Nói đi. Ước gì? Nói đi. Cái điều gì mà nên lên cho mấy ông cho tiền nè. Tiền gì tôi quên rồi. Tiền gì? Cái gì mà mấy ông mộ cho tiền đây là tôi quên rồi nè. Bây giờ cần tiền làm cái gì? Tiền để mua gạo ăn, mua cá ăn, mua quần áo bận. Vậy thôi ha. Đi mua cái nhà ở. Mua nhà. Cái nhà tôi dọn nước tùm lum hết trơn rồi. Trời ơi, cũng mất mưa mấy thầy có thấy đâu. Ước cho con chuột vậy đó. Vậy hả? Hồi nào? Hôm mấy mùa mưa rồi á, rồi nước ở đây nè. Một chiếu ước hết trơn. Đâu có thấy đường đâu mà biết nhà dọn. Biết chứ. Vậy hả? Còn bây giờ mấy thầy ra có cho tôi gì giờ tôi mừng coi. Rồi hôm nay lên thăm bà
xem cái chỗ ở của bà ra làm sao nha. Bà năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? 84 rồi. 84 tuổi. Rồi ở với ai? Ở với em dâu. Ở với em dâu. Em dâu chồng chết thì mình ở với nó vậy đó. Rồi cơm ai nấy ăn nha. Vậy hả? Rồi mỗi ngày rồi tiền đó mua gạo. Ở trên quỹ ban cho được ngày được mấy ngàn đó mua gạo. Trời. Ta mắc quá rồi ăn hỏi. Rồi ăn cơm với cái gì? Thì lâu lâu muốn mình ăn vậy rồi mình nhịn bớt lại. Ăn bao nhiêu mà thường ngày ăn cơm với cái gì? Mua cá. Vậy hả? Vậy đâu. Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Bà 84. 84 tuổi rồi hả? Nhắn nằm tiền không có. Cái chân bị đau làm sao? Nó đau cái gì không biết mà vô trong viện đông bác sĩ đó, coi rồi nó cho bác nằm viện nó thôi cho tôi về nó không cho. Không cho giờ nó không có tiền lấy gì nằm. Thôi giờ mấy thầy ra cho tôi gì không? Bà thì sáng ra cho. Bà ở cái trái. Cho cái gì cho tôi mừng cái thôi nè. Hôm nay lên thăm bà để coi bà cần cái gì rồi mới giúp cho bà. Vậy không? Thôi giờ lên phải nhìn thấy rồi nghe bà nói thôi, bà mới chia sẻ rồi bà. Giờ bà giới thiệu bà tên gì, bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đây là ở đâu ha. Giờ... rồi bà cần cái gì bà nói rồi rồi. Bây giờ tôi cần cái nhà. Nhà bây giờ ở với ai? Ở với em dâu đó. Ở với em dâu. Rồi bây giờ hiện tại thì cái địa chỉ ở này là ấp gì bà có nhớ không? Ấp là ấp Bà Hảo. Ấp Bà Hảo. Hòa Hảo. Ấp Hòa Hảo, xã? Xã Ngũ Hiệp. Xã Hòa Hiệp. Ngũ Hiệp. Xã Ngũ Hiệp. Huyện Cai Lậy. Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền, Tiền Giang. Tiền Giang. Nhà tôi ước có cái nhà là mưa khỏi dột cái thôi à. Hiểu quá. Rồi tối bà ngủ ở đâu? Tối ngủ ở đây nè. Tối ngủ bên đây là ngủ bên cái nhà này. Ngủ bên nhà đó. Rồi ban ngày thì ngồi ở đây. Ban ngày lội ra nấu cơm ăn rồi quần áo. Tự nấu cơm hả? Chứ ai nấu cho mình? Không thấy đường sao thay nấu được. Nấu chứ. Được không? Được. Một lát làm thử cho con coi nha. Trời ơi, tôi nấu từ hồi nhỏ đó nên sao. Vậy hả? Bà bị bệnh mắt này từ hồi nhỏ hả? Hồi nhỏ là... bị sao vậy? Hồi nhỏ bị mất không lâu. Cái hoàn cảnh bà rất là khó, rất là nghèo khổ thì thôi cũng xin mấy anh xin cha với lại xin các vị ân nhân giúp cho bà có được căn nhà để chỗ che nắng che mưa. Như có căn nhà đây mà cha với mấy vị ân nhân sẽ thấy rất là khổ. Tại bà chỉ có được cái không gian chút xíu thôi. Rồi xin cho bà có cái không gian nó rộng hơn, nó sạch sẽ hơn để bà sinh sống nó tốt hơn. Hôm nay tới một Nguyễn Sang, chương trình Thác Vì Người Nghèo được sự giới thiệu của cha Lâm ở đây là người anh em linh mục. Thấy được cái hoàn cảnh của bà cụ ở đây rất là đáng thương tội nghiệp. Bà bị mù mắt ngay từ nhỏ và cái đời sống rất là khó khăn. Cho tới giờ này bà cũng phải nấu cơm, tự xây sở một mình và ở với một người em dâu trong cái hoàn cảnh rất là khó. Và nhà thì bây giờ trống trước trống sau, chỉ ở một cái trái kế bên mà thôi. Thì cuộc sống của bà có lẽ thời gian thì nó cũng ngắn ngủi, nhưng mà người già thì ta cần một cái mái ấm. Hôm nay chương trình Thác Vì Người Nghèo đến đây để nhìn thấy, để chính mắt, để thấy được những cái khó khăn của bà, để mời gọi tất cả chúng ta hãy mỗi người góp một bàn tay, góp một cái tấm lòng để cho cuộc sống của bà được ấm lòng hơn và có cái nơi để ở. Vì người ta nói rằng ăn cơm mới lập nghiệp được. Có lẽ bà thì già rồi cũng không làm được gì, nhưng mà có cái mái ấm để cái giấc ngủ được yên hơn, được yên ấm hơn và cảm thấy vui hơn. Và chính chúng ta nghe bà nói, bà cái mơ ước của bà hiện nay lớn nhất là gì, bà có thể nói cho tất cả mọi người đây nghe coi, lớn nhất của bà là cái gì? Bây giờ trong đây là tôi muốn có cái nhà ở một nha. Một điều thôi, một căn nhà thôi. Có căn nhà đi rồi mình sẽ có những cái khác nữa. Có căn nhà rồi sao rồi cái tôi có
không nở là tôi xin nó nhiều quá cho xin cái bếp ra nó cơm ăn. Đúng, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, bà xin cái điều đó đúng, nó có nghĩa là bây giờ cần, bà đang cần một căn nhà và cần một cái bếp ga để nấu cơm, bởi vì bây giờ nấu củi cực quá rồi lại không thấy đường nữa. Không, mà củi bây giờ mua tới 700-800 ngàn một thước lận mua nổi. Còn ga thì một tháng thì mấy trăm. Tôi nấu bữa có không đầy luôn gạo mà giữa bao nhiêu ga đâu. Xin à. Rồi thôi được rồi, hôm nay con đến đây lắng nghe được tiếng nói của bà, thăm bà, lắng nghe được tiếng nói và nhìn thấy được những sự khó khăn của bà đang phải chịu phải thì con sẽ cố gắng cùng với cha xứ ở đây để giúp đỡ cho bà nha. Thì tôi cảm ơn nhiều ha. Bà cảm thấy vui chưa? Vui lắm. Thấy mãn nguyện chưa? Vậy thì ngày hôm nay là ngày rất là hạnh phúc phải không? Vậy tôi mừng dữ lắm rồi đó. Mừng lắm rồi phải không? Tôi xin cái bếp ga nấu cơm. Tự nhiên là tôi nhớ được cho tôi mưa giọt, lạnh quá. Rồi. Tôi nói thiệt mấy thầy không, có một tôi ngủ cái tôi lấy dậy mũ tôi lợp lên, dậy mũ đi chợ gọc lợp lên vậy. Ông mua nặng cái quốc cái chạc ướt không còn gì hết. Vậy đó hả? Ông vùng biết bao nhiêu vùng đấy. Bà chịu đựng như vậy là bao lâu rồi? 2-3 mùa mưa rồi. 2-3 mùa mưa tức là 2-3 năm rồi. 2-3 năm rồi, năm nay mới lợp rồi nè. Mới lợp rồi đó. Bây giờ mấy thầy lên đây cho tôi được, tôi mừng biết bao nhiêu mừng. Dạ. Tôi sống được ngày nào tôi mừng ngày nãy chứ biết tôi sống bao lâu nữa. Mà cực quá thì không có củi tợ. Quá tháng nó mưa không có củi, trộm ướt củi thì kèo kèo tắt. Thôi thì trước tiên con xin cảm ơn cha, còn con xin các vị ân nhân, các anh chị em trong chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo cũng cố gắng chung góp tấm lòng vàng giúp cho cô Năm ở đây. Và con sẽ cố gắng hết khả năng của con để cùng cộng tác với cha với lại các anh chị em trong chương trình để cho cô có được những ước mơ nhỏ nhỏ như cô vừa nói, là có được chỗ che nắng che mưa và cũng có được một cái là một chén cơm để nó ấm lòng ấm dạ để sống những ngày tháng vui vẻ cùng các cháu bên cạnh mình. Đâu bà nấu cơm ở chỗ nào đâu, bà chỉ cho con coi. Đâu dẫn con. Rồi làm sao nấu đâu? Thì hốt gạo vô bắt là nấu. Ủa yeah. Kim tôi xỏ tôi may áo tôi hả? Họ cho đồ cũ tôi hết rồi nè, tôi may vậy để tôi bận. Rồi sao mà thấy lửa cháy? Thấy chưa? Tôi biết nói, không? Biết. Tôi nói thiệt mấy cậu nha. Tôi kim rồi tôi xỏ môi kim. Rồi bây giờ đây là cái ấm nước ngay chỗ này. Rồi bây giờ mình muốn chụm vô cái bếp là lấy củi chụm sao? Chụm ở đây nè. Dạ. Chụm vô. Đâu bà lấy bàn con xem coi. Nè, củi đây nè. Rồi đâu bà làm thử con xem coi con không có thấy. Thì củi đây nè, lấy đây lúc vô đây chụm chứ có chi đâu. Rồi. Về đây ha, rồi lúc vô đây chụm chứ có chi đâu. Đó, chụm đây. Rồi bà cứ làm cho con xem nha. Dĩ lên đây cây nữa đây. Về đây, làm cho nó cháy. Đó. Tôi nấu bếp nhỏ này, nhỏ xíu đây. Rồi bà thổi bà làm cho bếp cháy giùm con đi. Thôi, giờ khói quá không dám thổi được, khói quá. Khói thổi không được. Gạo tôi ăn nó thì tôi lấy cậu ha. Tôi bán lỡ tối mà chưa có mua gạo. Tôi ngủ kia đó bụng khóc ngay gạo đâu cơm đâu ăn. Sợ tôi mà ốc mà hết trong tối ngày cho tôi mở. Rồi nhờ quý ban cho được ngày được mấy ngàn qua có ăn đó. Trời ơi tôi khổ lắm mấy bà. Giúp cho bà nha. Đáng nha. Trời ơi tôi mừng biết bao nhiêu mừng lắm. Chị nhớ đêm mà ngủ cũng mừng, nhớ là mừng nha. Trời ơi, trung cực dữ lắm. Tôi ăn gạo tối ngày như không á. Mò ốc, mò té, mình bán là mua gạo ăn. Rồi vậy thôi mình sẽ tiền nha. Trời ơi, trung mừng quá trời, mừng trời. Trung mừng biết. 5 tờ tức là 500 ngàn nha. Biết rồi cậu, tôi mơ ơn lắm nha. Dạ cha. Cha. Con là ông cha nhà thờ. Ông cha nhà thờ đó. Cái này cha cho ha. Dạ, cha cho. Ôi, cảm ơn giờ luôn. Cứ để mua gạo mua đồ ăn nha. Trời vài bữa con sẽ trở lại thăm nha. Thăm nha. Dạ. Đố khổ cho tôi nha mấy cậu. Dạ. Cho tôi khỏi khổ rồi tôi chết cũng hóa cuộc chứ sống khổ quá. Dạ rồi con nghe con hiểu con thấy rồi. Tới hồi bà già tôi chết rồi nói cậu nghe ta chết thân tan rồi ông ta phải vừa lấy nha. Tôi lấy lại hết, tôi cắt ra, tôi mày ăn tôi, tôi mày quần, tôi quần, đồ trắng vậy đó. Rồi tôi lại chợt chớm ăn, chơm tôi xin vỏ, rồi tôi đâm, tôi nấu, tôi dương lúc tôi quần. Nói thiệt với cậu, tôi nói giờ không lẽ tôi khóc, tôi cổ chứ lắm.
Tại vì không biết, mới biết đây nghe cha nói chứ cha, chưa cha biết mới là hay rồi. Ông cha nói với cha này chưa thấy tôi chứ hồi đó ông cha kia thấy. Ông cha kia có kêu tôi có lên nhà thờ. Thì còn ở sao, còn ở bên Tiền Giang nữa, ở trên chỗ Tân Hiệp á. Vậy hả? Con nghe rồi con mới tới đây để con nhìn thấy. Rồi nghe bà nói đó, để về con mới lên chương trình rồi con sẽ giúp cho bà nha. Thôi giờ gắng cứu khổ cho tôi nghe mấy con. Dạ. Cô này cũng vậy nó gắng khổ. Dạ rồi con. Rồi sao con chào nha. Con chào ông về khỏe nha. Vậy chứ đem tôi ngủ lận giấc tôi cũng nhớ là tôi cũng mừng ở chút mừng á. Chứ giờ bộ cha mẹ đâu có kêu ai giờ. Dạ. Thôi giờ mấy cậu về khỏe nha. Con gái anh đang lo phụ nha. Mà phụ tôi nha. Dạ. Phụ đừng bỏ tôi đừng nghiệp nha. Dạ dạ được bà, con chúc bà. Rồi an tâm nha. Tâm đi. Dạ dạ. Sự giới thiệu của cha xứ thì thấy cái hoàn cảnh của bà rất là khó khăn, nhà ở như thế này rất là ọp ẹp rồi dột nát, rồi bà phải cực khổ nấu ăn mỗi ngày. Thì theo cái mơ ước của bà đó là được chia sẻ và giúp cho bà một căn nhà. Thì con sẽ cố gắng tiến hành để sớm nhất cho bà để bà có căn nhà. Để mừng quá mừng. Mừng đêm ngủ còn nhớ tưởng là mình thấy là không có cái nhà ở. Không chắc bị mưa bị dộn nữa, chắc là lúc năm tôi phải ướt vậy thôi. Vậy đó hả? Tôi nói thiệt với mấy thầy đó, tôi đi ra đây ra lộ, đi về dài, tôi bắt ốc bắt cua được, mà giờ xe quá không dám vào lộ. Ra lộ của vợ em cháu nó làm cho nuôi nổi mình. Rồi thôi thì chịu ở nhà, không có đi đâu hết. Kính thưa quý mạnh chị em, chúng ta vừa lắng nghe tiếng nói của bà Nguyên, 84 tuổi, một cái thân phận rất là khó khăn, cần đến sự giúp đỡ, đặc biệt đó là qua cái căn nhà của bà. Hôm nay chương trình Thác Vì Nghèo có mặt ở đây được nhìn thấy sự thật cuộc sống của bà rất là khó khăn. Chúng ta đang cần sự cộng tác và chia sẻ của tất cả mọi người để xoa dịu cái nỗi đau và giúp cho bà có một cái mơ ước, đó là căn nhà ở cho em. Tôi nhúm lửa, thầy chưa thấy không có nhúm lá dừa, tiền đâu mua. Tôi nhúm bằng cái giỏ mì tôm, cái bịch mì tôm á. Rồi tôi lấy cái giỏ rồi nhúm lửa, chứ không có lá tiền mua lá rượt dừa. Thì hiện nay bà Nguyên đang ở ấp Quảo,
xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Và xin vững mạnh chị em chúng ta chia sẻ đóng góp giúp đỡ cho bà. Xin liên lạc qua linh mục Nguyễn Tấn Sang, nhà thờ Ba Dòng, ấp Tân Quế, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Và chính ở đây chúng tôi sẽ trực tiếp giúp cho bà để sớm có một căn nhà như bà mơ ước. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Bà nói vài lời cảm ơn đi. Cảm ơn chứ. Bà nói đi, nếu bà có căn nhà thì sao? Bà có nhà rồi bà cảm ơn, rồi bà mừng nữa. Đêm mà ngày nếu bà ngủ bà cũng nhớ rồi. Cũng nhờ ơn mấy thầy cho tôi chứ lại tới đây mới biết. Chứ ai biết hoàn cảnh tôi khổ chứ lắm. Rồi thôi, chào bà nha. Dạ rồi, thôi chào chị nha. Dạ rồi, sẽ cố gắng giúp cho bà sớm nha. Gán nha, cho tôi mừng nha. Okay, mừng chắc là sống. Ở đây bao lâu rồi? 3 năm. Hồi trước thì ở đâu? Được, con quê ở đây. Hôm nay là cha được cha xứ ở đây giới thiệu đó. Dạ. Mà thấy cái hoàn cảnh anh cũng khó khăn. Dạ. Thì cha đến trước hết là để cha thăm gia đình anh. Dạ. Và nhìn xem thấy cái đời sống hiện tại của vợ chồng anh như thế nào. Dạ. À, xin lỗi, anh tên gì? Dạ, tên Thành. Anh tên Thành. Dạ, dạ. Còn vợ anh? Dạ, tên Diện. Tên Diện. Dạ. Rồi hai vợ chồng sống bằng nghề gì? Dạ, mướn với cắt lá lục bình với xong là bán. À, cái ghe đó phải của anh không? Dạ, ghe nhỏ. Ghe nhỏ đó hả? Dạ. Làm mỗi ngày thường thì cắt lá lục bình. Dạ. À, để mà bán. Đi cắt ngày đêm luôn á. Ừ. Anh năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 43. 43 dạ. Tuổi, được mấy cháu? Con lính nè. Có một đứa duy nhất hả? Dạ. Con tên gì con? Dạ. Tên họ, tên đàng hoàng, tên gì? Phạm Nhật Vinh. Phạm Nhật Vinh. Dạ. Trời, tên đẹp, có mấy tuổi rồi? 7 tuổi rồi, con học lớp mấy nè? Lớp 2 phải không? Nhà học giỏi không? Đừng có cỡ. Đứng lên. Đứng lên đi, đứng lên tivi thấy con nữa. Đứng lên đi con. Dạ,
8 năm. 8 năm. Dạ. Lúc trước cái nhà anh ở thì nó như thế nào? Trước cái chòi nhỏ. Cái chòi nhỏ rồi giờ lên cái nhà lá lớn rồi chút xíu. Dạ, cái này cũng người ta cho không là chứ cũng không có tiền hết. Cái khuôn viên đất ở đây thì được bao nhiêu mét vuông? Dạ được nửa công. Nửa 500 công. Mét vuông. Ừ. Rồi trời mưa nó có dột không? Cũng có dột, cũng lai gai ạ. Lai gai vậy đó hả? Mưa thì đúng là ngồi chưa ngủ cũng được. Cái này đất là của chính thức của hai vợ chồng anh? Dạ chính thức luôn. Dạ, có như bằng khoáng riêng rồi. À, có bằng khoáng riêng. Dạ, dạ. Rồi anh có dự định để cất cái nhà này không? Cũng có chứ mà cũng ráng làm, mà làm hoài sao thấy nó không có dư nhiều. Dạ. Không có dư nhiều, hôm nay dư được bao nhiêu tiền rồi? Thì cũng dư được vài triệu, làm chiếc ghe lại, đang xuống ghe làm ăn chứ ở trên đây thì đâu có làm được. Dạ. Thì trời mưa vậy thì nó dột hả? Dột tạt hết lên rồi. Bếp ở đâu? Từ bếp bên dưới đây nè. Anh dẫn tôi cái bếp nè. Sống của anh có thể chia sẻ cái khó khăn nhất cửa hiện đang của anh là gì? Như là đặt cái gì bây giờ gì đây làm thì làm mướn ăn thì làm ngày nào thì cũng ăn ngày nấy vậy đó. Từ có dư chút đỉnh thì cũng lo cho nhỏ đi học. Chứ con không có dư gì bao nhiêu thôi á. Dạ. Thì bây giờ nếu như mình muốn cất nhà ở thì theo anh một cái nhà như vậy mình tốn khoảng bao nhiêu tiền? Cất để tạm để ở che nắng che mưa hiện tại của anh là nó không có bị dê, nó không có bị dột á, che nắng che mưa mình ở á. Vậy giờ cũng chưa biết bao nhiêu tại chưa có làm cũng chưa biết. Dạ. Là mình có bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu vậy thôi. Dạ. Rồi mỗi một ngày như vậy thì anh đi cắt lục bình ở sông rồi bán ở đâu? Dạ đi giao lúc với chợ Vĩnh Kim chứ. Một ngày như vậy thì mình bán được bao nhiêu tiền? Như một ngày bán khoảng dầu này kia dư chắc được 178 được. Dư được 178. Mà thì... không phải là ngày nào cũng có đủ gì hết nha. Ừ. Cũng có khi ngon khi không ngon. Ừ. Dạ. Vợ anh thì ở nhà chỉ là nấu cơm nấu nước thôi. Dạ. Một ngày 178 thì tương đương với những cái người mà họ đi làm công ở ngoài thôi. Dạ. Mà không phải này là hai vợ chồng làm luôn nha, chứ không phải một mình. À, hai chồng làm luôn, còn lính này thì gửi cho bà chị ruột cái đây chút. Ba làm, ba mẹ làm vất vả, ráng học nha con. Nghe chưa, làm mai mốt ráng học giỏi đi, có nghề nghiệp rồi nuôi ba mẹ nha chưa. Ừ, quá vất vả đi. Cái lục bình này bán lại để làm gì em? Để ta vô trái cây đóng thùng á, như thanh long này. Ồ, có sữa. Sữa. Tiêu sữa, mình gói. Mà lúc này hết mùa sữa là tới thanh long. Trái thanh long thì mình gói cái lá bình nó có lột sốt. Cái lá hay là nguyên cái cọng? Cái lá không à? Dạ, cái lá thôi. Cái lá tươi đó. Nước lên con. Nước mặt lên đi con. Nước mặt lên đi. Mời mốt lên TV sẽ thấy. Ở đây ấp gì vậy? Dạ, thưa ấp Long Quới. Ấp Long Quới, xã Ngũ Hiệp. Dạ, ấp Long Quới. Dạ, dạ, chuẩn bị. Hôm nay cha với các anh em ở trong chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo được sự giới thiệu của cha xứ ở đây đến thăm gia đình của anh. Mặc dù gia đình anh không phải là người Công giáo, nhưng mà đối với chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo thì làm việc không phân biệt tôn giáo. Thấy cái hoàn cảnh của anh rất là khó khăn thì nghe cha xứ ở đây bảo rằng là đến để giúp cho anh cái mái tôn. Thì khi mà cha đến thì nó nếu mà có mái tôn thì cũng không đủ. Thì nó chưa có đầy đặn được một cái nhà hoàn chỉnh để cho mình an tâm để mà mình sống. Thì hôm nay cha tới cha nhìn thấy phải nói là rất là tội nghiệp.
Hai vợ chồng anh rất còn trẻ mà rất là siêng năng, mỗi ngày đều phải làm, nhưng mà đâu phải công việc ngày nào mình cũng có đủ tiền như thế. Làm có bao nhiêu tiền là phải nuôi thằng nhóc này nữa. Đó thì chính vì thế mà cha sẽ cố gắng mời gọi tất cả những anh chị em trong thời gian sớm nhất để giúp cho anh có một cái nơi ở để cho mình che nắng che mưa, để mình an tâm rồi mình mới đi làm được. Chứ bây giờ mình đi cắt lục bình bán mà nhà rồi mưa giông bão cái nhà này nó sẽ sập đó. Anh tin không? Nè, cha nhìn cho thấy cái cây bằng chổi như thế này thì làm sao? Chúng ta thấy không? Cái cây này vừa răng mụn vừa chổi lên nữa. Những cái cây này rất là mỏng manh. Mỏng manh đúng rồi. Dạ. Thì hôm nay cha tới đây được nhìn thấy, được nghe anh chia sẻ như vậy, cha cảm thấy rất là thương gia đình của anh. Vì chính cái điều đó thì anh cũng phải cố gắng một phần nào đó cộng tác với cha. Để rồi cha sẽ cố gắng giúp cho anh. Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta có những giây phút để được nhìn thấy đời sống của cái đôi vợ chồng trẻ này, đó là anh Thành và chị Diện thuộc ấp Long Quới, xã Ngu Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, vừa chia sẻ với chúng ta cái mơ ước rất lớn của họ hiện nay, đó là một mái nhà. Mái nhà không phải là lớn lao, nhưng mà nó cũng là một tổ ấm để che nắng che mưa, để họ an tâm và họ đi làm. Chúng tôi, chương trình Thác Vì Người Nghèo, có cái sự giới hạn của mình. Vì thế mà gọi tất cả chúng ta hãy vì yêu thương những người anh em nghèo khó, để chúng ta nâng đỡ, để chúng ta giúp cho anh chị có một cái mái ấm, để cho anh chị an tâm đi làm và nuôi thằng nhóc này. Một lần nữa, Linh Mục Nguyễn Sang, chương trình Thác Vì Người Nghèo xin chân thành cảm ơn quý bạn chị em theo dõi màn ảnh này. Làm gì được bao nhiêu tiền? Ít chục ha. Ít chục rồi về chiều đi nhậu thằng cua. Rồi thôi cho con cua. Cho con gửi cho ít tiền chiều có đừng đi nhậu thằng cua nha. Thưa quý bạn chị em, tôi Nguyễn Sang, chương trình Tết Vì Người Nghèo vừa đến thăm nhà của anh Thành và chị Diện để cố gắng giúp đỡ cho anh chị có một ngôi nhà. Vừa ra tới đầu đường thì gặp bà, đây là mẹ của anh Thành. Thì bà cũng sống một cuộc đời rất là vất vả, bà ở riêng và mỗi ngày bà đều làm công cho những người gần đây, đẩy những cái rau cải chuối để mà kiếm sống qua ngày. Và chiều thì bà đi hái thêm rau phải không? Chiều bà đi hái thêm rau thì bà sống rất là vất vả. Sẵn dịp cũng may tình cờ được một Nguyễn Sang gặp ở nơi đây để trao đổi và hỏi thăm bà. Sáng đây Lưu Mục Nguyễn Sang có chút quà gửi cho bà. Chiều nay khỏi đi hái chiều nay khỏi đi hái rau nha. Rồi. Rồi, chúc bà khỏe nha. Rồi, thôi.
là món quà Chúa cho đời con, từng ngày là lễ vật đời con dâng Chúa, từng ngày là lễ vật dâng Chúa. Chúa ơi, từng ngày là món quà Chúa cho đời con. Từ cao xanh đó tình Chúa hơn đại dương, tình này dân Chúa nhỏ bé có là gì. Chúa ơi yêu con, Ngài chết cho cuộc đời, hiến dâng cuộc đời làm lễ dâng tình yêu. Từng giờ là món quà Chúa trao tặng con, từng giờ là lễ vật nguyện dâng lên Chúa, từng giờ là lễ vật dâng Chúa. Chúa ơi, từng giờ là món quà Chúa trao tặng con. Từ cao xanh đó tình Chúa hơn đại dương, tình này dân Chúa nhỏ bé có là gì. Chúa ơi chết cho cuộc đời, hiến dâng cuộc đời làm lễ dâng tình yêu.